vừa điều chỉnh giá vào đầu tháng 3, MGHS lại tiếp tục được giảm giá thêm một lần nữa. Theo thông tin từ đại lý, giá MGHS từ tháng 6 này giảm thêm 80 triệu so với tháng 3, đồng thời đi kèm ưu đãi 50% lệ phí trước bạ trị giá cao nhất khoảng 50 triệu và gói bảo dưỡng miễn phí. Trước đó, vào tháng 3, giá mẫu xe này đã giảm 50 triệu. Như vậy, chỉ sau vỏn vẹn 3 tháng, giá MGHS giảm tới gần 200 triệu. Khác với lần giảm giá hồi tháng 3, Lần này chỉ có phiên bản MGHS 2L châu Phi cao cấp nhất được giảm giá. Giá bản này nay còn 869 triệu. Tại thời điểm lần đầu ra mắt, bản này có giá tới 999 triệu, sau đó giảm xuống còn 949 triệu. Các phiên bản còn lại là Sport và 1.5 châu Phi có giá lần lượt là 719 triệu và 829 triệu. Ban đầu, giá khởi điểm của HS là 788 triệu. Mức giá mới của MGHS ngày càng thấp, chỉ ngang ngửa mẫu xe hạng B là Honda HRV, trong khi mẫu xe này nằm chung phân khúc C với Honda CRV hay Mazda CX5. Giá HS bản cao nhất chỉ nhỉnh hơn 30 triệu đồng so với giá bản tiêu chuẩn của CX30 đàn em của CX5. MGHS lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 7 năm rồi cùng thời điểm với đàn em ZS. Cho đến nay, mẫu xe này chỉ có thay đổi về phiên bản chứ chưa có sự nâng cấp nào, trong khi ZS đã được đổi sang bản facelift mới nhất. So với các xe Nhật, Hàn cùng phân khúc, HS có nhiều trang bị hiện đại bên trong xe hơn, như màn hình 12.3 inch sau vô lăng, màn hình trung tâm 10 inch, để nổ nút bấm, phanh đỗ điện tử, gương chống chói tự động, điều hòa tự động hai vùng, đèn viền nội thất, ghế trước tích hợp sưởi hay cửa sổ trời toàn cảnh. Bản châu Phi sử dụng ghế thể thao. Có hai tùy chọn động cơ cho HS, động cơ 1.5 lít cho công suất 160 mã lực và mô men xoắn 250 Nm, kết hợp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Máy 2 lít tăng áp có công suất 225 mã lực và mô men xoắn 360 Nm, đi cùng số tự động ly hợp kép 6 cấp, hệ dẫn động 4 bánh và 5 chế độ lái. MGHS đang được nhập khẩu từ Trung Quốc, còn ZS đã được chuyển sang nhập từ Thái Lan. Trong thời gian tới, cả hai mẫu SUV này có thể được lắp ráp ngay tại Việt Nam. Xe cổ